Sau 20 năm thành lập và phát triển, đến nay, Hanvinco đã trở thành công ty sản xuất và cung cấp chăn ga gối đệm hàng đầu tại Việt Nam và từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Hanvinco sở hữu 3 nhà máy lớn tại Hà Nội với tổng diện tích 60.000 m2 và một nhà máy tại Myanmar cùng hệ thống gần 800 showroom đại lý khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Hanvinco còn có chi nhánh ở các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia. Hanvinco cam kết mang lại những sản phẩm ngang tầm quốc tế với giá cả hợp lý, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, phong cách hiện đại, tinh tế, sử dụng nguyên liệu cao cấp, an toàn cho sức khỏe. Tiêu biểu là các dòng sản phẩm Blue Sky, Royal Award, Myjute KS với chất liệu vải đa dạng như cốt tông T400, Tencel T300, Moda, Bamboo được áp dụng công nghệ dệt thêu tiên tiến như dệt giác qua, dệt xước, dây chuyển thêu Tajima. Tháng 7 năm 2018, hội nghị khách hàng Hanvinco đã thành công rực rỡ, quy tụ gần 800 nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc. Trong dịp này, Hanvinco cho ra mắt Bedding Collection 2018-2019 chiếm được sự yêu thích của khách hàng, là thành viên lâu năm của Hiệp hội Đồ ngủ Quốc tế ISPA, cũng là đối tác chiến lược của tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Accor. Hanvinco tự hào cung cấp chăn ga gối đệm cho hơn 1.000 khách sạn resort nổi tiếng như Pullman, Novotel, Vinpearl Đà Nẵng, Mường Thanh Luxury. Thương hiệu Hanvinco đã gắn liền với phòng tổng thống, phòng dành cho các nguyên thủ quốc gia của các khách sạn cao cấp. Hanvinco đã đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng 2, nhiều năm liền được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua và bằng khen. Nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi, thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên Hanvinco, xin cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng với Hanvinco trong suốt 20 năm qua. Nhân dịp năm mới, xin kính chúc toàn thể quý vị lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, an khang và thịnh vượng. Hanvinco ấm áp như lòng mẹ.